chuẩn bị một cái thùng xốp để trồng, có thể trồng rau, mùa này trồng rau cải rau lách hoặc là, nhưng mà mình đang đây chỗ này là những cái thùng mà bị thủng thì mình đỡ phải khoét cái lỗ thông nước, lỗ thoát nước đấy. Nếu vi trồng thông thông xốp nó phải có lỗ thoát nước để nó tránh bị úng đất. Nhưng mà mình thực sự là ra vườn mới mưa xong phát hiện ra một ổ mộc nhĩ. Wow, cái cây khô, cái cây chắc dừng đây này, đây nó ra một đống mộc nhĩ này. Ui, tha hồ ba lần ném này. Mộc nhĩ tự nhiên này, cái này là phải hái vào được rồi. Nếu như mình không hái vào á thì nó cũng nắng lên nó héo. Những cái tai mộc nhĩ rất là dày. Mình không hái thì nó sẽ nắng lên nó héo mất. Wow, cả chùm luôn. Wow, rất một rổ. Đây là cây chặt khô mình. Thực ra cái cây này chưa khô đâu mà nó chưa mục.